Không có một cuộc điện thoại, không một lời hỏi thăm. Giống như là nó đã chết rồi. Nó là con gái của mẹ, mẹ không thể nào bỏ được cái suy nghĩ là con gái của mẹ đang gặp khó khăn, con có hiểu không hả? Anh không nên lái xe trong tình trạng như vậy. Anh đang xỉn lắm rồi đó. Đâu có xỉn đâu. Hôm nay quá vui mà. Hôm nay anh với em hòa giải với nhau, anh rất là vui. Hình như đây là lần đầu tiên anh với em đi chơi đêm với nhau đúng không Yên Khê? Nhưng mà cũng sẽ là lần cuối cùng nếu như mà anh cứ lái xe như vậy. Tốt nhất là anh để em lái cho. Không, anh đâu có say đâu. Anh đúng là lì thiệt á. Lỡ như mà công an bắt, họ sẽ tịch thu bằng lái của anh đó. Thu thì tịch thu. Hôm nay ăn mừng. Ăn mừng vì sự lừa dối và thất bại trong tình yêu. Không có lừa dối hay là thất bại gì ở đây hết. Em phải giải thích với anh bao nhiêu lần nữa, giữa em và anh Giang không có gì, và anh và Luli cũng không có gì hết. Mặc dù trên danh nghĩa thì anh là bạn trai của Luli. Em đúng là đáng ghét. Em biết là anh vẫn không vui khi mà anh mất đi Luli mà. Mà cái không vui lớn nhất của anh là anh mất đi tài sản mà dì hứa cho anh, cô Út hứa cho anh. Anh đúng là người tham lam. Bộ tài sản mà mẹ anh để lại cho anh không đủ cho anh hả? Mẹ anh keo kiệt lắm, chả bao giờ có để ý đến anh. Bà chỉ có thằng Bình thôi. Vậy thì em sẽ chia cho anh một phần nha. Em đang dụ dỗ anh lấy em á hả Yên Khê? Nè nè, cho dù cả thế giới này có hết đàn ông đi nữa thì em cũng không bao giờ làm chuyện đó đâu. Ơi, đúng rồi, đúng rồi. Làm gì mà tới lượt anh. Em yêu thằng Giang mà, đúng không? Khỏi chối nha. Em chỉ thích họ thôi, nhưng mà không phải như anh nghĩ đâu. Em muốn chăm sóc họ giống như là anh trai của em vậy đó. Anh không hiểu sao mà cái thằng đó nó hấp dẫn phụ nữ tới như vậy. Nó đâu phải là Tom Cruise hay là Brad Pitt gì đâu. Em cũng không hiểu nữa. Nhưng mà em thấy Luli thật là may mắn khi lấy được anh Giang. Mặc dù cuộc sống của họ rất nghèo khổ, giờ này chắc là Luli đang rất hạnh phúc khi ở bên họ. Em buồn ngủ chưa? Chưa. Cảm thấy tốt hơn chưa? Không những vậy, em còn cảm thấy em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời luôn á. Bây giờ em tin chắc em có thể thay đổi bất kỳ điều gì trên thế giới này. Chỉ cần có anh bên cạnh thôi. Em còn lo lắm hả? Lo chứ. Kiếm tiền đâu có dễ. Mấy hôm nay anh cũng nháo nhác đi tìm việc, nhưng mà tìm chưa ra. Có nhiều việc mà. Những công việc tốt á thì người ta yêu cầu là 2 năm kinh nghiệm. Mà anh chưa đi làm, lấy ra kinh nghiệm. Thế hồi trước anh làm gì? Anh học đại học, ngành kinh tế. Thôi đó. Ừ. Anh học sắp xong rồi thì gia đình anh gặp khó khăn. Rồi sau đó... Mà thôi, chuyện không có gì vui để mà kể hết á. Anh ăn xong rồi, anh sẽ tiếp tục đi tìm một công việc thật là tốt, thu nhập cao để mà lo cho em. Anh đi nha. Cho ly cà phê đi. Ủa, con Hà hả? Ủa, chú đang làm gì đây vậy?
Coi cái quán này nè. Quán này của chú. Chú sao? Trông nhờ với quán nhậu của bà chắc chết đói quá. Phải tìm gì khác mà làm thôi. Dạ. Nè, hình như cậu Hải định mở lại Sương Mộc hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ nhà con có thêm người, cho nên con đi tìm gì khác làm cho tiện. Ừ. Hình như cậu lúc này không ở nhà nữa phải không? Dạ. Anh Giang lấy vợ rồi, cho nên bây giờ ở nhà chật chội lắm. Còn chuyển ra ngoài ở cho thoải mái. Ê, hà, tiếp tay cái coi. Đây. Để đây nha. Này chở cho quán luôn phải không? Ờ. Với lại ai kêu thì chở à. Mấy nghe nè. Mày có cái việc gì để làm không? Giới thiệu tao đi. Việc gì hả? À đúng rồi. Mày qua coi phụ quán ông già tao đi. Chứ tao chân chạy, không thích ngồi yên chỗ. Được không chú? Ờ. Nếu mày thích thì phụ với chú. Chứ hai thằng con của chú nó không thích chuyện này. Dạ vậy tốt quá. Vậy từ sáng mai con đi làm nha chú. Làm liền. Tao làm một mình mà thấy mồ. Ê nói nghe nè. Ông Giang á, ông lấy vợ đẹp ghê á. Chắc là tiểu thư con nhà giàu đúng không? Ờ ừ. Ờ. Sao không về nhà vậy? Thôi anh Giang tao lấy vợ rồi. Ở nhà chật chội lắm. Ra ngoài ở cho thoải mái. Ừ. Ở đây chơi đi. Để tao đem đá vô nè. Thôi để tao. Thằng này được. Mẹ, sao mẹ cứ ngồi trong phòng hoài vậy? Cứ như vậy mẹ sẽ bị suy sụp đó. Đừng có đày đọa bản thân của mình nữa. Hình như mẹ không có việc gì khác ngoài suốt ngày cứ ngồi ở trong phòng, từng giờ từng phút mong em con quay về. Luli nó sẽ không quay về đâu mẹ à. Không có một cuộc điện thoại, không một lời hỏi thăm, giống như là nó đã chết rồi. Đừng có trông mong gì hết. Ít nhất là vào lúc này. Hay mẹ đi ra ngoài đi. Mẹ đi ra ngoài dạo chơi. Đi đi mua sắm, đi shopping hay đi spa gì đó cũng được. Đi đi mẹ. Không, mẹ không thể nào đi mua sắm một mình được con à. Con thì đang bận việc. À hay hay mẹ gọi cho chị Thạch Thảo đi, hỏi chị là có đi cùng với mẹ được không. Con à, con cũng biết tính chị con rồi đó. Nó không bao giờ để ý những chuyện xung quanh hết. Nó còn tệ hơn mẹ. Kín tiếng và cay đắng. Vậy mẹ gọi cho bạn của mẹ đi. Mẹ có rất nhiều bạn kia mà. Họ sẽ rất vui nếu như là mẹ gọi điện mời họ. Con, bây giờ mẹ không muốn gì hết. Mẹ, ngay lúc này con có biết là mẹ muốn cái gì không? Mẹ muốn chạy đi tìm con gái của mẹ. Mẹ không có được làm như vậy. Nếu như mẹ làm điều đó, đó sẽ là sự hối hận lớn nhất của cuộc đời mẹ đó. Nó là con gái của mẹ. Mẹ không thể nào bỏ được cái suy nghĩ là con gái của mẹ đang gặp khó khăn, con có hiểu không hả? Con cũng biết là như vậy. Nhưng mẹ phải chịu đựng, mẹ phải chịu đựng. Mọi cái đều có cái giá của nó. Con nói cái gì? Cái giá? Con nói vậy nghĩa là sao hả? Mẹ phải để em con chịu nhiều cực khổ thì nó sẽ sớm quay trở về. Mẹ phải để cho em con có thật nhiều thời gian để nếm trải những khó khăn trong cuộc sống. Mẹ hãy tạm thời quên em con đi. Mẹ hãy quên nó đi. Đừng cho nó thấy sự yếu đuối của bản thân mẹ. Nếu như bây giờ mẹ yếu đuối, mẹ sẽ tạo cơ hội cho kẻ thù bước chân vào ngôi nhà này. Như vậy không được, không được mẹ à.